Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi khi hè về thì những trận nóng đỉnh điểm lại mang đến rất nhiều nỗi lo, trong đó đặc biệt là những trăn trở làm sao đảm bảo sức khỏe cho con trẻ, từ những căn bệnh thời tiết cho đến nguy cơ có thể xảy ra đối với các con, bắt nguồn từ sự chủ quan, sự lơ là của các ông bố bà mẹ. Mới đây, câu chuyện về em bé 5 tuổi tử vong khi mà bị để quên trên xe ô tô đưa đón tại Thái Bình mà chúng tôi đã chia sẻ từ đầu chương trình đến giờ đã cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh, cho chúng ta một điều rằng là bất kỳ một cái sự tắc trách nào của người lớn thì đều để lại những hậu quả nặng nề vô cùng đối với các con nhỏ. Với những sự việc kể trên thì chúng ta thấy rằng là nguy cơ luôn rình rập xung quanh. Bên cạnh việc thì chúng ta sẽ cố gắng đồng hành cùng với con trẻ thì một trong những điều thiết yếu đó là trang bị cho trẻ những kỹ năng để có thể thoát hiểm, thoát nạn khi cần thiết, và cụ thể ở đây đó là khi mà chẳng may bị kẹt trong xe ô tô. Và ngày hôm nay cùng với chuyên gia thì xin mời quý vị sẽ cùng chúng tôi tìm hiểu những thông tin và kỹ năng để có thể giúp trẻ an toàn trong những tình huống khẩn cấp. Xin chào quý vị khán thính giả. Hôm nay thời tiết Hà Nội như quý vị thấy thì rất là mát mẻ, nhưng không phải lúc nào cũng như thế. Đặc biệt là những vào hôm mà thời tiết rất nóng ở Hà Nội thì nếu mà chúng ta để xe ô tô ở bên ngoài trời chỉ trong vòng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ thôi thì cái nhiệt độ ở trong xe nó tăng lên rất là nhanh, từ 50 thậm chí tiếp cận đến 70 độ. Nếu mà bố mẹ ngồi trong xe chưa nói rằng là chúng ta chót quên con nhỏ ở trong đó thì có rất nhiều cái nguy hiểm nó xảy ra. Và hôm nay tôi muốn giới thiệu với các quý vị khán thính giả cái phương pháp mà giúp cho bố mẹ có thể rèn luyện cho trẻ cái cách mà giúp trẻ thoát hiểm khỏi cái gọi là xe hơi khi mà chẳng may trẻ bị kẹt trong xe vì bất cứ cái lý do nào đó. Điều đầu tiên chúng ta cần rèn luyện trẻ là cái sự bình tĩnh. Hãy cố gắng bằng cách là gì tạo ra các tình huống để các con trải nghiệm, bởi vì khi mà trẻ giữ được bình tĩnh ấy, thì trẻ mới có thể làm được cái thao tác tiếp theo. Và khi mà trẻ mất bình tĩnh ấy, thì tất nhiên là các con sẽ rất là cuống và những cái mà thao tác cứu hộ dù rất là cơ bản thì cũng rất khó để thực hiện. Khi mà tỉnh dậy chẳng ở trong ô tô và phát hiện ra là không thấy bố mẹ đâu và mình bị kẹt lại thì việc đầu tiên con có thể làm là gì ạ? Tất nhiên là tìm mọi cách để thông báo cho người bên ngoài biết cứu hộ mình. Cách thứ nhất đó là leo lên cái ghế lái của bố mẹ, và quý vị có thể chỉ cho con cái cách mà sử dụng bấm còi để cứu hộ theo các kinh nghiệm. Quý vị có lưu ý một điều như thế này: còi của ô tô, kể cả khi ô tô đã tắt máy và chúng ta khóa cửa xe lại thì còi vẫn có thể kêu bình thường. Cái thao tác thứ hai mà chúng ta cần hướng dẫn cho trẻ đó là ngoài việc bấm còi ô tô để gọi là tạo ra tiếng động, các con có thể ấn vào cái nút đèn hazard, nghĩa là đèn cứu hộ khẩn cấp có hình tam giác màu đỏ. Thì với cái đèn nhấp nháy đó và đồng thời cộng với tiếng còi của ô tô thì sẽ thu hút được những người đi qua lại để có thể là có cái cơ hội người ta biết là có trẻ trong đó, hoặc là để có thể cứu hộ được trẻ. Trường hợp thứ ba là ngoài việc mà ấn còi này và bấm đèn thì bố mẹ cũng rất dễ thực hiện, đó là dạy con cái cách mà để thoát hiểm, cách là mở cửa xe. Hầu hết ấy, khi mà các cái cửa xe được bấm khóa lại từ bên ngoài, trong xe ấy, chúng ta vẫn có thể mở cửa được ra, trừ những cái trường hợp mà đó là các bố mẹ là chốt cửa lại bằng cái khóa chốt để cho gọi là chống mở từ bên trong. Thì chúng tôi đề xuất với gọi là quý vị một cái phương án, đó là dạy cho con thoát hiểm qua cái cửa ghế lái. Thế thì trẻ chỉ cần làm sao ạ, bình tĩnh này, trèo lên ghế lái này và đẩy cái chốt xe và sau đó là mở cửa để thoát ra ngoài. Trong một số trường hợp, nếu đấy không phải là xe nhà, trẻ mà đi học bằng các cái tuyến xe của trường đưa đón, và ở trường thì hầu hết là các trường chúng ta đều biết rằng là gì sẽ không đồng ý cho trẻ sử dụng điện thoại ở trong trường. Nhưng mà chúng ta có một giải pháp hoàn toàn hữu hiệu, đó là chúng ta có thể sử dụng những cái thiết bị thông minh, những cái đồng hồ định vị mà nó có những cái chức năng tốt cảnh báo, gồm và có thể là gọi điện khẩn cấp thông qua một cái nút SOS. Quý vị có thể là ngoài cái việc mà kiểm soát trẻ này về giờ giấc này, định vị này, thì trong những cái tình huống khẩn cấp đó có thể là trẻ hoảng loạn và không tìm được cái lối ra và không thể thoát ra thì có thể bấm gọi cho bố mẹ. Và tất nhiên là với cái việc đó thì chúng ta sẽ có đủ cái thời gian để mà kiểm soát, để mà hành động, để mà ứng cứu trẻ ra khỏi những cái tình huống mắc kẹt đó. Thì có rất nhiều trường hợp là những em nhỏ đang trong gọi là cái tuổi độ sơ sinh đó đang gọi là sử dụng cái xe nôi hoặc là ca sít thì bị bố mẹ quên ở trên xe. Những trường hợp này thì còn nguy hiểm hơn, bởi vì cái khả năng mà cái sức đề kháng của trẻ nó còn rất là yếu. Thì chúng tôi lưu ý, nếu mà quý vị khi mà đi xe và có sử dụng ca sít thì hãy đầu tiên đấy là không bao giờ để cái gọi là nôi của trẻ ở sau ghế lái, vì đến lúc mà chúng ta đi xuống là thường là bị ghế nó che mất và không để ý và sẽ bị quên.
Cái thứ hai, khi mà có mang theo trẻ con thì đề nghị quý vị là để toàn bộ túi sách này và điện thoại là ở cái ghế sau, băng ghế sau. Thì chúng ta tạo thói quen là phải kiểm tra xe rồi là kiểm tra cả cốp xe trước khi mà chúng ta gọi là khóa xe và gọi là rời khỏi cái địa điểm đó. Với người lớn và đặc biệt là những trẻ đã lớn tuổi, trong trường hợp mà không có đồng hồ định vị, không thể mở khóa, bấm cứu hộ và không có ở những nơi vắng không ai nghe thấy, chúng ta bắt buộc phải thoát ra khỏi xe bằng cách là phá cửa kính. Bố mẹ hãy trang bị cái búa cứu hộ và dạy cho con cách dùng búa cứu hộ để phá cửa kính và thoát ra. Còn trong trường hợp mà không có búa cứu hộ, chúng ta có thể gọi là bình tĩnh tìm những cái thiết bị khác nó tương tự, hoặc là thậm chí bố mẹ có thể gọi là dạy con cách là quần áo vào tay hoặc là nằm ngửa, dùng gót chân để đạp vào cái cửa kính để cho cửa kính vỡ ra và thoát ra. Với những cái thao tác cơ bản bên trên thì tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị mà chuẩn bị và thực hành cho trẻ nhiều lần thì trẻ sẽ gọi là rất nhanh thuộc và có thể là khi mà bị kẹt trong xe có thể rất là bình tĩnh để thoát hiểm.